Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã liên tục đưa tin trong những bản tin trước liên quan đến vụ việc 40 người Việt bất chấp tính mạng bơi qua sông trốn chạy khỏi một sòng bạc ở Campuchia. Có thể nói nhiều người Việt Nam ở casino bên kia biên giới phải làm những việc như lừa tỉnh, lừa tiền, lừa người tham gia vào các sàn cờ bạc bịp trên mạng. Mà nếu không lừa được người lạ thì phải dụ dỗ, lôi kéo lừa chính người thân quen của mình. Tại sao họ lại có thể làm được những việc trái với đạo đức, lương tâm và pháp luật như vậy? Câu trả lời là nếu không làm hoặc từ chối không làm, họ sẽ bị đưa lên tầng số 8, nơi mà các nạn nhân gọi là địa ngục. Từ bên này sông Bình Di, chúng ta có thể nhìn thấy tòa nhà của casino. Tầng cao nhất này là tầng 8, nơi mà rất nhiều người Việt đã phải trải qua những trận đòn thập tử nhất sinh. Họ gọi đây là địa ngục tầng 8, những màn đánh đập, hành hạ, tra tấn các nạn nhân người Việt Nam ở sòng bài này vẫn còn in hằn trong trí nhớ của chàng trai mới 18 tuổi này và nhiều nạn nhân khác. Chắc chắn đây là một mảng ký ức đau đớn khó có thể quên được trong cuộc đời của họ, ám ảnh đến mức họ phải gọi đây là địa ngục tầng 8. Ở bên đấy cứ nghe mỗi lần mà cứ lên tầng 8 phát là ai cũng sợ ấy. Hai người bên đây nè, cứ hai thằng thì cứ hai cái cây điện đi ăn, bốn cây điện. Nó dí khi nào mà mình gần ngất là nó lại thả ra, khi nào mình tỉnh nó lại dí tiếp. Cứ một ngày phải 4 đến 5 6 cái như thế. Lúc đấy thì cũng ngất rồi. Em đưa lên đấy 7 ngày nó mới cho xuống. Nó dí cứ vậy, nó dí mà vậy đi đái vệ sinh ăn uống một ngày nó cho ăn một bữa thôi. Cái phòng làm việc của em gọi là lên tầng 8 nhiều quá nên là mấy anh em sợ em. Nên là với bàn nhau kế hoạch là trốn về. Lên lầu 8 để xích điện đấy. Xích điện à, đánh đập rồi các kiểu. Nó vít vào đấy, thường thường nếu mà không làm, không đoạt được chỉ tiêu ấy, nó vít rồi nó xích điện. Rồi nó cho xuống rồi mình phải bắt, mình phải làm. Không được lãnh lương luôn á. Nó bắt mình là phải làm đủ chỉ tiêu. Một tháng là bắt mình làm ra từ 200 đến 300 triệu. Nếu như mà làm không đủ chỉ tiêu thì nó không trả lương. Còn mình thái độ với nó thì nó sẽ gọi là chích điện, bỏ đói mình, đánh mình. Những nạn nhân này phải làm việc quần quật có thời điểm lên tới 15 đến 16 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng thay vì nhận lương, họ lại được mời lên tầng 8 để nhận đấm, đá, dù cui và chích điện đến ngất đi tỉnh lại 5 đến 6 lần mỗi ngày. Với họ, tầng 8 chính là địa ngục sống cũng như chết. Nên có những người phụ nữ dù chân yếu tay mềm, thậm chí có người còn không biết bơi, cũng quyết định phản kháng, nhảy xuống sông, chấp nhận đối mặt với rủi ro cao nhất. Em chưa bao giờ cảm thấy kinh hoàng như lúc qua bên đó. Nhiều khi trở về Việt Nam em thấy mình cũng hên lắm, tại em cũng không biết bơi nữa. Lại làm không có tiền, mình cũng bị áp lực vì mình cũng bị đánh. Nên là xác định 50-50, một là sống, hai là không còn nữa. Không có công việc nào nhẹ nhàng mà lương lại cao, mà chỉ có những địa ngục mang tên tầng 8 do đường dây buôn người kết hợp với các tổ chức tội phạm xây dựng dựa trên nền móng ngây thơ, sự thiếu hiểu biết của các nạn nhân. Vì vậy, sự kiện 40 người tháo chạy khỏi casino là một bài học đau đớn, nhưng dẫu sao, nó cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh giống lên từ tầng 8 bên kia biên giới.